Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ thầy xin giới thiệu với mấy em cái môn học của ta nha. Đó là môn điều khiển máy CNC. Thì đây là một trong những cái môn học khá là lý thú nha mấy em. Nó sẽ giúp chúng ta sẽ biết về cách vận hành, lập trình code trong những cái máy CNC. Máy CNC là gì? Là những cái máy ví dụ như là mấy em thấy máy tiện nè, máy phay nè, máy mài rồi v.v. Đó, tức là thường là những cái máy mà gọi là điều khiển tự động á. Hồi xưa á, ví dụ những cái máy móc hồi xưa á, là người ta phải điều khiển bằng tay ha. Điều khiển bằng tay, ví dụ như máy tiện á, mấy em biết máy tiện, máy phay đâu, máy khoan nè, máy khoan là mấy em biết nè. Những cái máy khoan là mấy em rành hơn, tại vì mấy em bên ngành tự động hóa thì có thể nói máy tiện, máy phay đâu thì mấy em hơi khó biết, chứ máy khoan thì mấy em biết. Đó, thì những cái máy khoan đời cũ á, thì điều khiển bằng tay có nghĩa là gì? Mấy em phải dùng tay, bằng tay con người mình đó, để điều khiển. Ví dụ mình khoan xuống cái lỗ sâu bao nhiêu, rồi ở vị trí nào, đó là mình phải điều chỉnh phôi nè, điều chỉnh cục sắt của mình đó, rồi điều chỉnh cái máy của mình để nó đi xuống khoan cái lỗ sâu bao nhiêu. Thì đối với máy CNC á, thì mình nó làm tự động ha. Ví dụ mình lập trình cho nó, nó khoan xuống chiều sâu bao nhiêu, rồi tốc độ quay bao nhiêu, đó là mình lập trình nó sẽ tự động nó làm hết. Nó giống như gần giống như bên ngành điện tử đồ của mấy em á, hồi xưa á, là ví dụ như mình muốn bắt mạch điện đó là mình phải bắt bằng dây điện đồ ha. Bây giờ mình chưa làm mạch ra nhưng mà mình có thể mô phỏng, mình sử dụng một số cái phần mềm á, ví dụ BLC rồi mình kết nối, mình chạy mạch thử á, ha, hoặc là Arduino rồi á ha. Đó, để chạy mạch thử coi xem như thế nào, nó chạy đúng nguyên lý mình cần mong muốn hay không. Thì cái thằng điều khiển máy CNC này cũng vậy ha, mình sẽ lập trình code để nó gia công, và nó cũng có một số cái phần mềm để giúp mình là mô phỏng trước ha, xem nó có đúng cái ý của mình mong muốn hay không. Rồi về mặt khối lượng của cái môn học này á, thì môn này là của mình là 2 tín chỉ ha, 45 tiết, trong đó có 15 tiết là lý thuyết nè, và có 30 tiết là thực hành bài tập nha. Thì những năm trước á, là trường mình chưa có máy CNC, nhưng mà những năm gần đây, năm vừa rồi, năm trước nữa thì đã có máy CNC rồi nha, nằm ở dưới xưởng ở chỗ E8 á. Thì nếu như mà qua hết dịch thì mấy em học offline á, học trực tiếp trên lớp á, thì mấy em sẽ được xuống dưới xưởng ha, được vận hành luôn. Mình sẽ lập trình code rồi mình đổ vô máy để cho nó chạy, xem coi nó đúng cái ý tưởng mình mong muốn hay không. Thì đó là phần bài tập, còn phần lý thuyết mình 15 tiết. Thì cái phần thứ hai là tài liệu chính. Tài liệu chính thì ta có nhiều quyển mấy em ha, nhưng mà mình có thể học trong hai cái quyển này. Đó là quyển của thầy Đỗ Việt Dũng ha, và An Chi Tân và Đặng Văn Anh. Đó, xuất bản năm 2011. Cái tên là bài giảng môn thí nghiệm kỹ thuật cơ khí của trường Đại học Giao thông Vận tải mình. Hoặc là quyển thứ hai là của thầy Trần Văn Địch, xuất bản năm 2004. Đó là tên là Công nghệ CNC của nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. Đó, thì mấy cái quyển này á, mấy em lên trên mạng á, đào về học nhiều lắm ha. Còn không thì tí nữa thầy sẽ gửi cho mấy em ha, một số cái giáo trình này. Rồi, cái đó là tài liệu chính nha. Còn tài liệu tham khảo thì cái môn CNC này nè, ở trên mạng á, hiện giờ trên mạng nó có rất là nhiều tài liệu. Tại vì cái môn này là một trong những cái môn gọi là môn xương sống của bên ngành cơ khí, là chủ yếu cơ khí cơ điện tử là chủ yếu. Bên ngành điện tự động hóa đồ cũng thuộc dạng cũng không có chính, nhưng mà cũng gần gần như là chính ha. Nếu các bạn mà quan tâm thì môn này cũng thuộc dạng môn cũng khá hay. Cho nên là gì, các cái tài liệu trên mạng nó nhiều lắm ha, rất là nhiều. Mấy em lên trên mạng gõ vô là tài liệu CNC thì nó ra rất là nhiều ha, rất là nhiều sách, nhiều clip, nhiều link để mình coi nha.
Đây tài liệu tham khảo thì mình có thể xem một số cái tài liệu như sau nè. Tài liệu của Vũ Hoài Ân nè, viết năm 2003, gia công tia lửa điện CNC. Đó. Thì nói về CNC nó là thuật ngữ chung thôi ha. Có nghĩa là chữ C này là computer nè, N này là numerical nè và C là control. CNC là computer numerical control, có nghĩa là điều khiển số ha, dịch ra điều khiển số dưới sự trợ giúp của máy tính ha, computer đó. Cho nên là gì, nó có rất là nhiều kiểu máy ha, rất là nhiều kiểu máy mà dính tới CNC này. Cái quyển thứ hai là của thầy Nguyễn Đắc Lộc, xuất bản năm 1996, đó là điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số. Và cuốn thứ ba đó là của thầy Tạ Duy Liêm, xuất bản năm 1999, hệ thống điều khiển số cho máy công cụ. Mấy này trên mạng nhiều lắm, mấy em có thể lên mạng để download về. Thì tí nữa thầy sẽ gửi cho mấy em cái file PowerPoint này để mấy em biết những cái tên này, mấy em lên đó mà download. Rồi, đó là phần tài liệu tham khảo, nó rất là nhiều ha. Không chỉ là những quyển này, là những quyển mà thông dụng ha, mấy em có thể lên mạng nhiều quyển khác ha. Có thể là nhiều tác giả khác nhau thì mấy em có thể download về mà đọc. Mình ví dụ như mình học tới cái phần nào mà mình không hiểu á thì mình download về ha. Đọc những phần đó. Rồi, phần nội dung chính của mình á, nội dung chính của mình thì thông thường ta có như ở đây nó chia ra làm hai phần em. Ví dụ như đây, nếu mà nói về phần lớn á, thì nó gồm có 3 phần chính thôi, gồm 4 phần chính thôi. Thì phần thứ nhất là tổng quan về hệ điều khiển số của máy công cụ. Phần thứ hai là cơ sở lý thuyết về máy CNC. Phần thứ ba là lập trình gia công trên máy CNC. Phần thứ tư là thực hành. Đó, thực hành là mình làm ở trên máy thực luôn nha. Mình vuốt xưởng đó. Còn từ phần số 1 đến phần số 3 này hầu như là lý thuyết. À, lý thuyết thì có lý thuyết, mình học lý thuyết xong thì mình mới biết và mình mới viết code được và mình mới đưa lên trên máy CNC, mình xuống dưới xưởng mình vận hành thực tế máy CNC như thế nào đó, thì nó sẽ kết hợp 4 phần này thì nó nằm trong môn học của chúng ta nha. Nhưng mà để chia chia cho nó nhỏ hơn nữa ha, chia cho nhỏ, đây là 4 phần lớn. Trong 4 phần lớn này mình có thể chia nhỏ ra nè, nó gồm khoảng 7 chương. Đó, chương thứ nhất là tổng quan về hệ điều khiển số máy công cụ, chương thứ hai là cơ sở lý thuyết, chương thứ ba lập trình gia công trên máy CNC, chương thứ tư là lập trình phay, chương thứ năm là dịch chỉnh và bù trừ, chương thứ sáu là chu trình phay và chương thứ bảy là chương trình con. Thì nói về máy CNC á, thì thường ta có hai kiểu máy chính ha, trong cái máy gia công á, có hai kiểu máy chính, đó là máy tiện và máy phay ha. Máy tiện và máy phay. À, đây thì cho mấy em xem hình ảnh máy tiện là như thế nào, máy phay là như thế nào nha. Nhiều khi do mấy em bên ngành tự động hóa cho nên nhiều khi mấy em không rành. Đây nè, đây là máy tiện CNC nè đó. Đây là hình ảnh máy tiện nè đó. Mình sẽ lập trình ha cho nó và nó sẽ giúp mình gia công. Đó, có nhiều kiểu máy đây. Đó, máy tiện này rất là nhiều. Đó, vậy máy tiện để làm gì, máy tiện CNC để làm gì? À, mình có hai kiểu nha, kiểu máy tiện CNC và máy phay nha. Máy phay đó, tí nữa thầy sẽ giới thiệu máy tiện là để làm gì và máy phay để làm gì ha. Bây giờ thầy lướt sơ qua cái đã. Đây là máy phay nè em, đây à. Đó, máy phay nè, hình ảnh hình dạng đó, nó rất là nhiều chủng loại nha mấy em. Đó. Bây giờ rất là nhiều chủng loại. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói sơ về cái công dụng của hai loại máy này. Như thế này. Bây giờ về máy máy tiện trước đi nha. Máy tiện là như thế này, ví dụ thầy có một cái chi tiết. Đó, thầy có một cái trục như thế này. Thấy chưa? Bây giờ thầy muốn làm cho nó đang to như nè, đường kính ví dụ phi 50. Thầy muốn tiện cho nó nhỏ lại ha. Ví dụ mấy em thấy cái trục xe chẳng hạn đó, người ta muốn tiện nhỏ lại thì người ta phải bắt lên trên cái máy tiện nè. Đó, tức là người ta kẹp một đầu ở đây nè. Cái đầu kẹp này người ta gọi là cái mâm cặp ha. Kẹp vô đây. Hai bên nha.
Rồi sau đây, ở đây người ta có con dao, dao tiện nè, dao. Nói sơ lướt sơ qua tại vì mấy em không học ngành cơ khí cho nên mấy em khó hình dung. Sau đó người ta sẽ cho này nó quay nè, nó quay với tốc độ n, thấy chưa? Và người ta có cho con dao này chạy về phía bên tay phải đó, thì nó sẽ cắt được một lớp này nè, nó cắt được một lớp này. Cắt đi, vẽ hơi xấu à. Cắt lớp này đi. Đó, người ta lấn dao vô. Ví dụ mấy em cắt muốn cắt cái đầu này nhỏ, lấn dao vô, dao nó chạy tới đây nè. Nó cắt lớp sâu vô. Thấy à, hình dung không? Đó, thì sau khi cắt ra cái nó ra cái chi tiết mình ha. Nó sẽ đường kính nhỏ lại, mình đóng cái ổ bi vô đây chẳng hạn đó. Đó, như vậy là công dụng của máy tiện á. Đây, máy tiện nè. Đó thấy không? Đây là cái đầu kẹp nè, đây đây. Mình thấy không? Đó, gắn cái trục này, cái chi tiết mình gắn lên trên cái này người ta gọi là cái mâm cặp, là cái kẹp này nè. Nha. Xong người ta sẽ cho nó quay, đó này nó quay. Đây là con dao đưa vào đó đó. Đừng cái trục này đang đường kính bự đúng không? Nó tiện bớt, tiện bớt, tiện bớt giờ đó. Đây là máy tiện nha, rồi máy phay là như thế này. Máy phay là như thế này. Máy phay là như thế này, ví dụ thầy có một cái cục sắt, cục sắt hình chữ nhật nha. Ui, gì xấu vậy? Sắt hình chữ nhật nha. Đó. Thấy chưa? Bây giờ thầy muốn cắt cái bậc này đi. Hình dung không? Cắt cái bậc này đi. Đó. Tức là thầy phải phay bỏ cái năng đi đi. Để nó ra cái hình này nè. Đó. Thì thầy phải dùng cái máy phay ha. Máy phay thì nó có con dao vậy nè. Đây mẹ em. Thầy dán dao nha. Dao phay nè. Đó, dao phay như này. Thấy chưa? 3D nha. Đó, dao phay này nó có răng, răng đây nè. Đó, xong bắt đầu nó quay. Đó, nó quay vòng vòng này. Và đồng thời nó chạy dọc này. Đó thì nó cắt cái bên này. Đó, hình dung chưa? Đây. Đó thì đây là máy phay nè. Đây, cái đầu dao phay nè. Để cho máy nào nó rõ. Rồi. Tiếp theo nè. Là cái qua cái phần là kiểm tra đánh giá thì đầu tiên là cái điểm quá trình nha. Điểm quá trình thì thầy chấm nhiều cột điểm. Cột điểm thứ nhất là điểm thảo luận nè. Cột điểm thứ hai điểm danh và được điểm thứ ba là thi giữa kỳ hay gọi là kiểm tra giữa kỳ đó nha. Thì mỗi thứ là 10% nha. Tổng này lại là 30%. Thi cuối kỳ 70% nha. Thi cuối kỳ là thường là 90 phút ha. 90 phút 3 câu. Rồi, yêu cầu nè. Thì đi học thì phải chú ý nghe giảng nè, cần phải hiểu bài ngay tại lớp, ghi chép đầy đủ rõ ràng nè. Không hiểu hỏi thầy liền nha nha. Không gây mất trật tự và đi học đầy đủ đúng giờ. Rồi. Ở đây thì mình sẽ có một cái group. Điều khiển máy CNC là thầy đã gửi cho mấy em đó. Đây là số điện thoại của cái Zalo của thầy. Mấy em add ở trong cái group Zalo á ha. Đó.